và các bạn, ung thư bàng quang thường gặp ở những người lớn tuổi và có liên quan trực tiếp tới các tác động của thuốc lá và các yếu tố khác như là nhiễm ký sinh trùng hoặc do các bệnh về nghề nghiệp. Vị trí thứ tư trong các bệnh ung thư của nam giới, bệnh ít gặp hơn ở nữ giới, đứng vị trí thứ 9 trong các bệnh ung thư ở nữ. Ung thư bàng quang khởi phát từ bàng quang là một cơ quan hình cầu ở vùng xương chậu có nhiệm vụ lưu trữ nước tiểu. Ung thư bàng quang khởi phát thường xuyên nhất từ các tế bào lót mặt trong bàng quang. Người lớn tuổi thường mắc ung thư bàng quang, tuy rằng bệnh vẫn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Các yếu tố nguy cơ của ung thư bàng quang: độ tuổi, sử dụng thuốc lá là một yếu tố nguy cơ chính. Công nhân trong ngành cao su, hóa chất và thuộc da có nguy cơ cao. Bị nhiễm một số loại ký sinh trùng nhất định có thể làm gia tăng nguy cơ phát triển ung thư bàng quang. Chế độ điều trị có sử dụng cyclophosphamine hoặc arsenic. Người da trắng có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao gấp 2 lần người Mỹ, gốc Phi và người Tây Ban Nha. Nguy cơ mắc ung thư bàng quang ở nam giới cao hơn ở nữ 2 đến 3 lần. Những người có thành viên trong gia đình bị ung thư bàng quang có vẻ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Những triệu chứng thường gặp của ung thư bàng quang bao gồm: có máu trong nước tiểu có thể có màu vàng sậm, màu đỏ tươi hay màu nước ngọt Coca-Cola, hoặc nước tiểu có thể bình thường nhưng kiểm tra dưới kính hiển vi thấy có hồng cầu trong nước tiểu, đi tiểu nhiều lần hoặc đái rắt, đau khi đi tiểu, nhiễm trùng đường tiểu tái diễn, đau bụng, đau hông lưng. Tuy nhiên, những triệu chứng này không phải là những dấu hiệu chắc chắn của ung thư bàng quang. Nguyên nhân, mặc dù các nhà khoa học chưa biết chắc chắn nguyên nhân gây ung thư bàng quang, hút thuốc biểu hiện như là một yếu tố nguy cơ lớn nhất đơn lẻ của ung thư bàng quang. Đó là do các chất hóa học gây ung thư trong thuốc lá có thể tập trung trong nước tiểu của bạn và thậm chí làm tổn thương bề mặt của bàng quang. Tổn thương này có thể làm tăng cơ hội của các đột biến di truyền gây ung thư. Các chất hóa học công nghiệp phơi nhiễm lặp đi lặp lại với các chất hóa học dùng trong sản xuất thuốc nhuộm, cao su, da, dệt và các sản phẩm sơn có thể tăng nguy cơ phát triển ung thư bàng quang nhiều năm sau đó. Những người hút thuốc làm việc với các chất độc hóa học có nguy cơ đặc biệt cao của ung thư bàng quang. Nhiễm trùng hoặc viêm bàng quang mãn tính hoặc lặp đi lặp lại như việc dùng ống thông nước tiểu kéo dài có thể tăng nguy cơ một loại ung thư bàng quang nhất định. Nếu một hoặc nhiều người thân gần gũi với bạn mắc ung thư bàng quang cũng có thể tăng nguy cơ của bạn, mặc dù hiếm khi ung thư bàng quang di truyền trong gia đình. Uống nước có nồng độ thạch tín cao có liên quan tới ung thư bàng quang. Dấu hiệu triệu chứng. Dấu hiệu cảnh báo đầu tiên là thường có máu trong nước tiểu, đái máu, ngoài ra còn có các dấu hiệu đau không chậu, đau trong khi đi tiểu thường xuyên hoặc cảm thấy cần đi tiểu mà không kiểm soát được, dòng nước tiểu bị chậm lại. Phòng chống, điều trị phẫu thuật thường là khả năng tốt nhất cho những người mắc ung thư bàng quang. Những quá trình phổ biến nhất gồm cắt u niệu đạo, cắt bàng quang bán phần, cắt bàng quang triệt căn, điều trị tia xạ, điều trị hóa chất, điều trị sinh học. Những biện pháp phòng bệnh bao gồm không hút thuốc lá, cẩn thận với nguồn nước mới, uống nhiều nước và ăn nhiều rau quả. Thấy bất kỳ dấu hiệu nào đáng ngờ nên đến các trung tâm y tế để được khám chữa. Các món ăn phòng và trị bệnh ung thư bàng quang. Mặc dù không có cách nào đảm bảo có thể ngăn ngừa ung thư bàng quang, tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể chọn và chế biến các món ăn giúp phòng ngừa và bổ trợ cho việc chữa trị ung thư bàng quang. Đó là những thực phẩm có tác dụng chống khối u bàng quang và đường tiết niệu như ốc lác, côn bố, phổ tai, hạch đào, sứa biển. Những thực phẩm thông tiểu và chống vật chướng ngại trong đường tiểu như củ năn, rau má, mã đề, củ ấu, đậu đỏ, bông súng. Những thực phẩm chống nhiễm trùng đường tiểu như đậu xanh, đậu nành, rau dền, táo đỏ, cá trạch. Những thực phẩm ngừa xuất huyết như rau cần, hoa xuyên, kim châm, mướp, ô mai, hồng, củ sen, lá sen. Những thực phẩm chống viêm mủ như củ sen, kiều mạch, bồ câu, rau má, rau sam, trái sung. Những thực phẩm tăng cường công năng miễn dịch như thận dê. Thưa quý vị và các bạn, ung thư bàng quang thường gặp ở những người lớn tuổi và có liên quan trực tiếp tới các tác động của thuốc lá và các yếu tố khác như là nhiễm ký sinh trùng hoặc do các bệnh về nghề nghiệp. Vị trí thứ tư trong các bệnh ung thư của nam giới, bệnh ít gặp hơn ở nữ giới, đứng vị trí thứ 9 trong các bệnh ung thư ở nữ. Ung thư bàng quang khởi phát từ bàng quang là một cơ quan hình cầu ở vùng xương chậu có nhiệm vụ lưu trữ nước tiểu. Ung thư bàng quang khởi phát thường xuyên nhất từ các tế bào lót mặt trong bàng quang. Người lớn tuổi thường mắc ung thư bàng quang, tuy rằng bệnh vẫn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Các yếu tố nguy cơ của ung thư bàng quang: độ tuổi, sử dụng thuốc lá là một yếu tố nguy cơ chính. Công nhân trong ngành cao su, hóa chất và thuộc da có nguy cơ cao. Bị nhiễm một số loại ký sinh trùng nhất định có thể làm gia tăng nguy cơ phát triển ung thư bàng quang. Chế độ điều trị có sử dụng cyclophosphamine hoặc arsenic. Người da trắng có nguy cơ mắc ung thư bàng quang cao gấp 2.